tương, cho nên là nó không có đồ ăn, cho nên làm cái món khô cá dứa kho đường ha. Đây là cá dứa làm lá sắt rồi nè, làm đã chiên, bây giờ năm sẽ chiên thêm nữa để mà mình kho cá đường này ha. Năm mua ở trên TikTok á, cái cá dứa này nó cũng không có mặn, nó vừa ăn, cho nên là năm không cần phải rửa qua nước lạnh ha. Rồi năm sẽ chiên vàng cá dứa này, rồi tôi chút năm thử tỏi cho năm kho đường ăn. Mình chiên cá dứa này thì không cần phải để mỡ nhiều ha, tại vì cá dứa này nó ra mỡ rồi. Nó phải chiên cho nó vàng hết. Trong thời gian đã chuẩn bị cá dứa nó vàng ha, Nam chuẩn bị một cái chén nếp. Ở đây thì Nam sử dụng cái đường thốt nốt ha. Đây, cái đường thốt nốt nè là ở chi tôm. Nam xin chia sẻ ha, cái là đặt cái kinh nghiệm của Nam thôi. Để mà muốn biết đường thốt nốt mình có nguyên chắc hay không ha. Thì cái đường thốt nốt nó sẽ có cái độ mịn giống như bột ha cô chú chị bạn ha. Các cô chú bạn sờ lên đây nè, nó sẽ nó mịn, nó dẻo giống như bột vậy đó, cứng. Mình dùng cái muỗng mình dứt rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Còn mà đường thốt nốt pha đó, đường thốt nốt pha thì cái đường nó không có được mịn như bột, nó không dẻo mịn, với lại là nó có làm như nó có cái sạn, nó có sạn sạn giống như hạt cát, hạt đường cát á, đường cát mà nó tan chưa hết á. Đây giờ Nam sẽ cho vô đây hai muỗng canh đường thốt nốt ha. Đường thốt nốt nguyên chất thì cô chú gì bạn dùm nè, cái độ dẻo nó gì nè, nó không, mình sợ sợ gì nè, nó sẽ không có cái độ xám, độ sạn á, nên nó nhờ nó. Còn cái đường thốt nốt pha thì nó sẽ gờ vô nó nhám, nó giống như nó có những cái hạt tinh thể nhỏ nhỏ đó, nó là đường cát họ pha đó ha. Còn đường thốt nốt nguyên chất á thì mình ăn khi mà mình cảm quan, mình nếm vô miệng mình nó cảm quan á, thì nó có cái vị lạc như cái vị khét, nó có cái vị khét, với lại cái độ ngọt của nó cũng nhẹ hơn là cái đường cát, đường thốt nốt pha. Và cái đặc biệt á, đường thốt nốt nguyên chất á là nó sẽ có cái hậu hơi chua chua do cái nước thốt nốt lên men của chú chị bạn ha. Nam sẽ cho vô đây là một muỗng cà phê tiêu ha, tiêu nhiều nó ngon ha, là tiêu. Nam sẽ cho vô đây một muỗng cà phê bột ngọt luôn, một muỗng cà phê bột ngọt ha, lưng thôi không đầy. Nam sẽ cho vô đây đó một nước ấm nha, khoảng hai muỗng canh nước ấm thôi. Cái này nếu mà ngon nữa thì mình sẽ cho thêm giấm ha, giấm nó có vị chua chua đó, nhưng mà Nam thì Nam sẽ không có cho giấm, Nam không thích, Nam thích ăn như vậy nè. Còn nếu mà cô chú anh chị các bạn mà làm món khô cá dứa đúng của nó đó thì phải là kho giấm đường ha, nó có vị chua chua nó mới ngon đó. Bây giờ Nam sẽ để như đây ha, cho nó tan đường hết, nó đường thốt nốt nguyên chất, nó kẹo nó dẻo như nè cô chú anh chị ha, nó dẻo nó ngon. Cô chú chị các bạn mà có muốn mua đường thốt nốt nguyên chất á thì cô chú anh chị các bạn mà đi đường chi tôm á, đi đường chi tôm là mình chạy thẳng qua khỏi cái cua 13 một chút, qua khỏi cua 13 chút xíu, mình giờ bên tay trái á có tiệm là Y Phụng thì chỗ đó nó bán đường nguyên chất á cô chú chị các bạn. Bây giờ Nam sẽ chuẩn bị một cái chảo ha, Nam sẽ chuẩn bị cái chảo để mà mình phi tỏi để mình xào á, mình kho cá với lại mình nấu chè thì mình sử dụng cái đường thốt nốt nó sẽ ngon hơn ha. Đường thốt nốt nguyên chất đó, nó sẽ béo nó ngon, nó làm cái món ăn mình nó thêm đậm đà hơn á, hơn là đường cát. Rồi bây giờ Nam sẽ gắp cái này ra hết luôn, tắt lửa, Nam tắt lửa nè. Rồi Nam sẽ cho tỏi vô nó phi thơm ha, Nam sẽ cho khoảng một canh tỏi á, phi cho nó thơm. Cái món này tỏi nhiều nó sẽ thơm, phi cho nó vàng thơm cho tỏi thôi.
Rồi tỏi lúc này là vừa 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 dẹp chín tới rồi ha, nạp sẽ cho cá vô. Nạp sẽ cho cái dứa vô mình sẽ xào đó. Rồi lúc này em sẽ chế cái này vô nè. Em sẽ chế cái đường hút nốt này vô. À, Nam sẽ cho thêm nước vô hai cho nó phân tách cá đó, để mà nó thấm vô cái con khô á, nó sẽ thấm con khô. Đây Nam sẽ cho sắp thấm vô con khô ha. Cái này nè, mình dặn lửa yêu yêu nhỏ nhỏ là cho nó thấm vô con khô, nó rút chèo chèo từ từ á, khô mình nó ra cái chất mặn nó thấm vô cái đường á, nó sẽ vừa ăn hơn. Tại lúc do cái phần hỗn hợp đường á, đường với không hợp đường á, mình không có thêm muối với lại không có thêm cái nước mắm á, cho nên bây giờ mình phải để cho cái này nó rút từ từ, nó ra từ từ cái muối trong con cá nó ra, nó thấm nó quyện với lại cái chất đường, nó sẽ vừa ăn hơn. Đây là bây giờ mình sẽ để cho cá khô này nó ghiêu lửa cho nó, mà nó thấm vô con, thứ nhất là nó thấm vô cái miếng khô cá dứa, cái thứ hai là khô cá dứa này nó sẽ cái vị mặn, cái muối trong khô á, nó sẽ tiết ra ngoài cái dung dịch đường á, nó sẽ làm cho cái hỗn hợp nước mình vừa ăn hơn. Rồi hồi cái mình sẽ nêm lại lần nữa ha, cho nó vừa khẩu vị gia đình ha. Em sẽ thay ha, em sẽ cho vô cái nồi ghen này nè, để mà mình tẩy nắp là mình hầm cho nó, mình kho cho nó dễ đó ha. Giờ Nam sẽ đổ cái phần cá dứa này qua hết nè, để cho nó ngập á, nó sẽ ra nước, nó sẽ ngon hơn, nó sẽ thấm con khô, miếng khô mình hơn. Nam sẽ cho vô đây mà giả chả ớt ha, cho nó ngon. Đây Nam sẽ cho vô đây giả chả ớt nữa, nó sẽ ngon ha. Bây giờ Nam sẽ đậy nắp lại ha. Nam sẽ nhân kho nhỏ ghiêu ha, cho khoảng 15-20 phút vậy đó, cho nó thấm con miếng cá. Rồi Nam sẽ kiểm tra ha. Mình kiểm tra coi cái cá nó cạn chưa. Đây cô chú bạn ha. Rồi cá nó sắp được rồi ha. Bây giờ mình để cho nó sắc lại chút xíu, cho cái độ sánh chút xíu, rồi cái mình nêm lại. Coi như cái bị vừa ăn chưa là mình tắt bếp luôn ha. À, bây giờ ra được rồi ha. Bây giờ Nam sẽ thử ha. Nam sẽ thử cái cái vị rất là vừa ăn luôn đó chứ bạn. Cái muối trong cái mặn nó ra, nó thơm ra, nó thấm với lại cái nước đường mình á, nó rất là vừa ăn. Rồi bây giờ Nam sẽ tắt, Nam sẽ nhắc xuống nha. Rồi bây giờ Nam mở nắp cho cô chú mình xem ha. Bây giờ mời cô chú anh chị bạn ăn cơm cùng với Nam. Món cá dứa kho giấm đường ha, nhưng mà ở đây thì Nam sẽ không có để giấm này. Các vị rất là vừa ăn ha. Đó, cái buổi ăn của Nam chỉ đơn giản chỉ có nhiêu thôi. Rồi Nam sẽ múc ra dĩa nè. Mời cô chú anh chị ăn, các bạn ăn cơm cá dứa kho giấm đường cùng Nam ha. Nam xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như là đã ủng hộ kênh Hoàng Nam Vlog trong thời gian qua. Nam xin chúc cô chú anh chị các bạn có những phút giây thư giãn trong cuộc sống, hạnh phúc, may mắn và thành đạt. Nam xin hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.